Lệ Quyên muốn mời Mỹ Tâm song ca cùng mình, tiết lộ phải tập một việc nhằm nịnh nữ ca sĩ. Trên một diễn đàn chuyên bàn luận về các câu chuyện âm nhạc mới đây đã đăng tải một bài viết dài có liên quan đến Lệ Quyên. Theo đó, bài đăng này dành lời khen cho nữ ca sĩ khi thể hiện ca khúc Ước Gì của Mỹ Tâm trong một chương trình. Bên dưới bài đăng, nhiều người không khỏi bất ngờ khi thấy Lệ Quyên trực tiếp để lại bình luận như sau: "Ước gì chị rủ được Mỹ Tâm song ca, cho chị ké bài này lần nữa với cô ấy em nhỉ. Có dịp chị thử tập nhậu để tiếp rượu cô ấy nịnh xem như nào." Qua chia sẻ của Lệ Quyên, có thể thấy nữ ca sĩ rất mong muốn được cùng Mỹ Tâm song ca bản hit Ước Gì thêm một lần nữa. Tuy nhiên, vì cả hai nữ ca sĩ vẫn chưa có dịp hợp tác với nhau nên Lệ Quyên đã tiết lộ rằng có lẽ nữ ca sĩ sẽ tập nhậu để nịnh Mỹ Tâm, rủ dê họa mi tóc nâu hát cùng mình bản hit Ước Gì. Một số cư dân mạng sau khi đọc được bình luận của Lệ Quyên đã bày tỏ sự thích thú, hy vọng một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy hai nữ ca sĩ đình đám bậc nhất Việt Nam hòa giọng cùng nhau trong ca khúc nổi tiếng này. Gần đây, cặp đôi Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu nhận được sự quan tâm từ công chúng khi cùng nhau tham gia một chương trình truyền hình. Tuy nhiên, cặp đôi lại nhận về khá nhiều những ý kiến tranh cãi xoay quanh nghi vấn được ban tổ chức chương trình ưu ái quá đà. Đỉnh điểm vừa qua, Lệ Quyên tiếp tục bị cộng đồng mạng chỉ trích sau khi có những phát ngôn đốt chat với anti-fan. Sau những lần được Lệ Quyên bê lên trang cá nhân, hội anti-fan đã lập group anti-nữ hoàng phòng trà với tên gọi anti-Lệ Quyên, Merly. Trong group anti-fan này, các thành viên liên tục đăng tải các bài viết về việc Lệ Quyên, Merly và Lâm Bảo Châu được chương trình ưu ái quá đà. Những bài viết đều nhận về lượt tương tác và bàn luận sôi nổi từ các thành viên tham gia. Là một trong những ca sĩ được đông đảo khán giả yêu thích vì giọng hát, việc Lệ Quyên bất ngờ bị lập group anti-fan khiến không ít người bất ngờ. Đa số các ý kiến cho rằng lý do dẫn đến việc này chính là Lệ Quyên thường xuyên có những phát ngôn không được lòng trên mạng xã hội.